Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 28 tháng 6 tại huyện Bắc Hà, Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức lễ bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trong cả nước. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Lê Văn Lâm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng lãnh đạo 25 tỉnh, thành trong cả nước. Tại buổi lễ, Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo trong cả nước là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới đảm bảo đủ số lượng nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong cả nước. Dự án được Bộ Y tế triển khai thực hiện từ tháng 2 năm 2013 với mục tiêu đảm bảo tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Theo đó, đến năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 đến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn trong cả nước. Hiện dự án đang đào tạo chuyên khoa 1 cho 78 bác sĩ thuộc 10 chuyên ngành nội, ngoại, sản, nhi, chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm và y học cổ truyền trong thời gian 24 tháng. Sau đó về công tác tại các huyện nghèo khó khăn trong thời gian 3 năm đối với bác sĩ nam và 2 năm đối với bác sĩ nữ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại cơ sở, các bác sĩ này sẽ trở về làm việc tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, sau hơn 25 năm tái lập tỉnh, Lào Cai đã có bước phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được tỉnh quan tâm, đầu tư, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đã đạt được, ngành y tế Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đó là do thiếu đội ngũ cán bộ y tế chất lượng cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Thanh khẳng định, việc Bộ Y tế triển khai thực hiện thí điểm đề án đưa bác sĩ về công tác tại các vùng khó khăn là một chủ trương đúng đắn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhân lực y tế, đặc biệt là tại các địa bàn vùng cao, miền núi như Lào Cai. Tỉnh Lào Cai cam kết sẽ phối hợp tốt với Bộ Y tế thực hiện hiệu quả đề án, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các bác sĩ trẻ về công tác tại các huyện nghèo của tỉnh Lào Cai, từ đó thực hiện tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước đó, tối 27 tháng 6 tại sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật bác sĩ trẻ ngành y tình nguyện về công tác vùng khó khăn. Dự đêm giao lưu có đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo 25 tỉnh có các huyện nghèo, các bác sĩ trẻ tình nguyện và đông đảo nhân dân địa phương. Phát biểu khai mạc đêm giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chúc mừng và hoan nghênh các bác sĩ trẻ đã về với vùng khó khăn gian khổ, mong rằng các bác sĩ trẻ sẽ gắn trách nhiệm của mình với tình đồng chí, với nghĩa đồng bào, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cống hiến sức lực, trí tuệ vào sự phát triển của ngành y cũng như sự phát triển của đất nước. Với những tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần của sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội và đội văn nghệ cao nguyên trắng Bắc Hà đã để lại ấn tượng trong lòng các đại biểu và khán giả. Đêm giao lưu văn nghệ cũng góp phần động viên tinh thần xung kích tình nguyện của các bác sĩ trẻ đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lào Cai 12 tháng 7 năm 1907, 12 tháng 7 năm 2017, triển lãm các tư liệu, hiện vật và hình ảnh sẽ được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Lào Cai với tổng số hơn 500 tư liệu, hiện vật, hình ảnh gốc và một số tư liệu khoa học bổ trợ. Triển lãm sẽ được chia làm 3 chuyên đề: triển lãm thành tựu 110 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, triển lãm khám phá vùng đất Lào Cai và triển lãm khám phá Việt Nam. Triển lãm thành tựu 110 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai và triển lãm khám phá vùng đất Lào Cai sẽ trưng bày khoảng 400 tư liệu, hiện vật, hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển Lào Cai qua các thời kỳ,
Những hình ảnh, hiện vật gắn liền với nét đẹp, đời sống văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Riêng triển lãm ảnh Khám phá Việt Nam sẽ trưng bày 130 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của 82 tác giả trong cả nước. Đây là bộ sưu tập tác phẩm ảnh nghệ thuật đa dạng, thể hiện được những nét đẹp độc đáo, có tính khám phá về đất nước, cuộc sống, con người, truyền thống văn hóa, phong cảnh, ẩm thực đặc sắc của đất nước Việt Nam. Đây là một trong những sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật chào mừng 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai, góp phần đưa đến công chúng những cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, văn hóa, thiên nhiên, con người, đất nước Việt Nam nói chung, đất và người Lào Cai nói riêng. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29 tháng 6. Ban chỉ đạo nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế huyện Sapa vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ tiến hành điều tra thu thập thông tin khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông lâm nghiệp, thủy sản và khối tôn giáo tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017. Tại hội nghị tập huấn, các điều tra viên được quán triệt về nhiệm vụ của điều tra viên, hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra, giải đáp các vướng mắc gặp phải trong quá trình thu thập xử lý thông tin. Thông qua buổi tập huấn giúp các điều tra viên nắm chắc nghiệp vụ, phương pháp điều tra, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đối tượng khi tiến hành thu thập thông tin, đảm bảo cho kế hoạch tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, nửa đầu năm 2017 tại Lào Cai đã có thêm 60 trường hợp đối tượng khó khăn trên địa bàn được các tổ chức cá nhân tham gia giúp đỡ đỡ đầu. Tính đến hết năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tiến hành rà soát, lập hồ sơ 1.722 đối tượng khó khăn cần trợ giúp, trong đó có trên 1.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, bước sang năm 2017, hội tiếp tục vận động được các tổ chức cá nhân nhiệt tình hưởng ứng và nhận giúp đỡ thêm 60 trường hợp. Các tổ chức cá nhân nhân đạo cũng đã tích cực hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các địa chỉ đã được nhận đỡ đầu, tổng giá trị trợ giúp và tặng quà Tết đạt trên 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội cũng đã trao 100 suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trị giá 50 triệu đồng. Các cấp hội vận động gần 3.000 suất quà trị giá trên 3,5 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động 4 đoàn tặng quà cho học sinh và hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ trên 500 triệu đồng. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, giá lợn hơi và gia cầm liên tiếp giảm sâu, người chăn nuôi thua lỗ nặng, tuy nhiên việc tái đàn vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, đàn gia súc lớn, chủ yếu là trâu bò, vẫn duy trì tốc độ tăng đàn ổn định. Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 130.000 con trâu, đàn bò trên 17.500 con, đàn lợn gần 500.000 con và đàn gia cầm trên 3.600.000 con. Toàn tỉnh hiện có 5 cơ sở chăn nuôi lợn công nghiệp, công nghệ cao và 333 trang trại, trong đó gần 200 trang trại nuôi lợn, gần 130 trang trại nuôi gia cầm, 12 trang trại nuôi trâu bò và 5 trang trại chăn nuôi tổng hợp. Theo đánh giá, việc tái đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các địa phương chú trọng với nhiều biện pháp như quy hoạch mở rộng quy mô chăn nuôi tập trung và áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào phát triển chăn nuôi. Theo ngành nông nghiệp Lào Cai, để phát triển vùng chè nguyên liệu, hàng năm tỉnh đã giao mở rộng trồng mới khoảng 500 hectare chè, sử dụng khoảng 10 triệu bầu giống trên một năm. Hiện toàn tỉnh có trên 5.500 hectare chè, trong đó chè kinh doanh chiếm gần 3.200 hectare, chè kiến thiết cơ bản trên 1.800 hectare. Để đảm bảo cây giống có chất lượng, được kiểm soát dịch bệnh, nâng cao chất lượng chè nguyên liệu, hiện tỉnh có 2 công ty được cấp quản lý 2 vườn giống đầu dòng thực hiện việc nhân giống. Cơ cấu giống chè trên địa bàn tỉnh chủ lực vẫn là chè San Tuyết và chè Lai chiếm trên 80%. Diện tích trồng chè chất lượng cao đến nay có gần 900 hectare, chủ yếu là giống chè Kim Tuyên, Ô Long, Hùng Đỉnh Bạch chiếm gần 18% cơ cấu giống, còn lại là giống chè Trung Du. Hiện toàn tỉnh đang có 7 công ty thu mua, chế biến chè, giúp cho sản phẩm chè búp tươi sau canh tác được thu mua, chế biến theo quy trình, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Đã có những lúc thành phố Lào Cai được ví như một đại công trường, các xã, phường và mọi nhà đua nhau cắt rỡ mái tre, mái vẩy, các hạng mục cơi nới, lấn chiếm để trả lại hành lang vỉa hè cho người đi bộ. Vậy nhưng sau thời điểm quyết liệt ấy, liệu thành phố Lào Cai có duy trì và giữ được sự thông thoáng sạch đẹp của vỉa hè tạo thuận tiện cho người đi bộ? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
những vạch sơn đã kẻ, những dãy xe thẳng hàng, hầu hết mái che mái vẩy đã bị tháo dỡ. Hiện tượng xâm chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán gần như không còn. Đó là hình ảnh mà chúng tôi đã ghi nhận được ở rất nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Lào Cai hiện nay. Đây chính là kết quả vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện một chủ trương đúng mà thành phố Lào Cai đã đề ra, đó là xây dựng trật tự văn minh đô thị. Chi ủy chi bộ chúng tôi đã cái tổ chức là xác định là lấy nòng cốt là cán bộ, đảng viên và những người có uy tín, những người có tinh thần trách nhiệm cao. Và đồng thời là các đoàn thể làm công tác vận động tuyên truyền nhân dân và với phương châm là dễ làm trước khó làm sau. Và kết hợp tuyên truyền vận động thì báo cáo được là đến giờ phút này là chúng tôi cũng đã là thực hiện là giải phóng hành lang, cơ bản hoàn thành xong cái kế hoạch là cái hành lang vỉa hè. Khi phường tổ chức ra quân làm ở các cái khu tuyến đường mà có tính chất phức tạp thì vừa là vận động công tác tuyên truyền vận động và phường cũng có các cái lực lượng tham gia để triển khai trực tiếp tháo dỡ. Do vậy thì các cái trường hợp mà có ý kiến chưa đồng tình cao về cái việc mà triển khai kế hoạch thì cũng đã tự giác về tháo dỡ sau khi mà xem xét cái việc triển khai của phường. Thì cụ thể là trên 2.500 các trường hợp liên quan đến tháo dỡ bục bệ lối lên xuống cái công trình vận dụng ở trên hành lang vỉa hè cũng đã chấp hành tháo dỡ. Thế và đối với các cơ quan thì chúng tôi cũng vận động các cái cơ quan đơn vị là có trụ sở ở trên địa bàn phường là vận động là tháo dỡ tất cả những tường rào, cái công trình và liên quan đến cái chỉ giới xây dựng. Hệ thống chính trị triển khai bài bản đồng bộ, song phải khẳng định rằng nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên thành công của thành phố Lào Cai trong việc lập lại trật tự văn minh đô thị thời gian qua đó chính là sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn. Những đảng viên đi đầu, những quần chúng gương mẫu chính là hạt nhân tạo sức lan tỏa, đồng lòng, hợp sức cùng lập lại kỷ cương, trả lại sự thông thoáng cho những con đường tuyến phố. Sau khi mà được tuyên truyền thì bà con nhân dân rất ủng hộ và đồng tình. Thì là các gia đình là ra quân đồng loạt và triển khai trong vòng khoảng 15 ngày thì là khu dân cư triển khai xong. Sau khi triển khai xong thì nhân dân tháo dỡ và hành lang vỉa hè đẹp vì là nhìn cái hành lang nó khang trang cũng như là cái vỉa hè coi như là mái che mái vẩy không còn nữa thì nhìn cái tuyến phố nó đẹp lên. Rất nhiều gia đình trước chưa cần phường ra thông báo cũng như là yêu cầu thì đã chủ động tháo dỡ hoàn trả lại hành lang thành phố cho nhà nước. Không có trường hợp nào chống đối, chỉ có một vài trường hợp do đến thuê nhà và không thực hiện theo quy định thì chúng tôi tổ chức cưỡng chế. Những trường hợp này đều được lập biên bản và gửi xuống tổ phố để một là đánh giá vào gia đình văn hóa, hai là cũng có cái bước nhắc nhở. Sau đấy nếu mà còn tái diễn chúng tôi sẽ ban hành quy định xử phạt. Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường, Pom Hán là bốn phường được thành phố Lào Cai chọn làm thí điểm thực hiện nghị quyết 06 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch số 82 của Ủy ban Nhân dân thành phố về lập lại trật tự xây dựng đô thị văn minh. Thời gian tuy không dài, song hầu hết các xã, phường của thành phố đều đồng loạt thực hiện, tạo nên những thay đổi căn bản về diện mạo cho phố phường Lào Cai. Đánh giá tổng thể là vậy, còn trên thực tế hiện nay, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè để tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít hộ gia đình đã biến chiếc cầu đáng lý chỉ sử dụng khi cho xe lên xuống hè nhà thành một hình thức đối phó, khiến cho vỉa hè thêm chật chội và nguy hiểm. Không chỉ ban ngày mà ngay cả về đêm, những tồn tại bất cập này cũng được phơi bày rõ trên mọi tuyến đường của thành phố. Bởi vậy, thành phố Lào Cai cần có sự rà soát, đánh giá thật khách quan, đúng mực, qua đó rút kinh nghiệm và đề ra những biện pháp hữu hiệu hơn trong quá trình xây dựng trật tự văn minh đô thị. Tính đến đầu tháng 6 năm 2017, các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC đầu tư vận hành, khai thác đã đón 91 triệu lượt phương tiện, trung bình có 100.000 lượt phương tiện thông qua an toàn và thông suốt trong một ngày đêm. Với việc đưa 3/5 dự án đường bộ cao tốc vào khai thác, có tổng chiều dài 305 km, chiếm một nửa chiều dài đường cao tốc quốc gia, VEC đã đóng góp tích cực, hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế. Năm 2016, VEC phục vụ 30,8 triệu lượt phương tiện, tổng doanh thu và tổng lưu lượng tăng trên 30% so với năm trước. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm nay đã có 15,6 triệu lượt phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, tăng 10% so với lượng phương tiện qua lại trong nửa đầu năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, các tuyến cao tốc do VEC quản lý đã đón 91 triệu lượt phương tiện, trung bình có 100.000 lượt phương tiện thông qua an toàn và thông suốt trong một ngày đêm.
nhưng tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác là Nội Bài Lào Cai, cầu Rẽ Ninh Bình, Long Thành Dầu Dây đã mang lại hiệu quả to lớn khi gia tăng sản lượng vận tải hành khách và hàng hóa, rút ngắn thời gian, giảm ùn tắc và góp phần hạ giá thành vận tải. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.